là Từ Làng và tôi đang có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh. Chắc hẳn các bạn đang rất thắc mắc rằng tại sao ngày hôm nay sinh ra Từ Làng lại không đến với những miền quê mà lại có mặt ở thành phố sôi động này đúng không? Tất nhiên là điều gì cũng có căn nguyên của nó. Và chắc hẳn các bạn đã nhận ra rằng phía sau lưng tôi có một đám đông đang tụ tập. Chuyện gì xảy ra thế nhỉ? Hãy cùng Phương Thảo đi tìm hiểu xem sao nhé. Em thấy rất là ghê ạ. Chân của nó như chân khủng long vậy. Giống như nó đột biến gen. Thật sự thì ban đầu mình quảng thấy nó rất là hoảng hốt khi mình thấy một cái đôi chân của một con vật như thế, nó rất giống như là một con quái thú, nhưng sau đó thì mình cảm thấy đó thật sự là một điều rất đẹp, rất diệu kỳ, một sự đột phá của tự nhiên. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với những chú gà khủng long của mình. Gà khủng long, đã bao giờ bạn nghe đến cái tên kỳ lạ này chưa? Nếu chưa thì hãy tập trung theo dõi 30 phút của Sinh ra Từ Làng hôm nay nhé. Vì chuyện tưởng như kỳ lạ ấy lại đang có thật 100% trong chương trình kỳ này. Không phải một giống gà mới, nhưng đây cũng chính là giống gà độc nhất vô nhị, chỉ có ở Việt Nam. Nghĩa là bạn không thể tìm đâu ra một đất nước thứ hai trên thế giới có được giống gà này. Tại sao vậy nhỉ? Bởi vì các bạn đang cùng Sinh ra Từ Làng đến thăm những chú gà đặc hữu của Việt Nam với tên gọi gà khủng long hay gà đông tảo. Quý hiếm và có 102 trên thế giới, giống gà chân khủng long vảy rồng này được nuôi cổ truyền tại làng Đông Tảo, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Tương truyền, loại quý kê này chỉ được dành để tiến vua hay cúng tế trong những sự kiện quan trọng. Không giống như giống gà thông thường khác, gà Đông Tảo có tướng đẹp, oai vệ, đầu hình gốc tre, thân giống như con cóc, cánh như hai con trai to úp vào thân, đuôi như nơm úp cá, màu mâm xôi, da đỏ tía hoặc vàng nhạt. Đặc biệt, đôi chân sần sùi dị dạng như quái thú. Nhưng cũng chính điều này làm nên sự khác biệt của những chú gà Đông Tảo. Gà càng già, đôi chân càng xù xì thì càng quý. Nếu được một lần thưởng thức món gà Đông Tảo, chắc chắn bạn sẽ bị thuyết phục bởi những chú gà cơ bắp cuồn cuộn, nhưng thịt không gân, không dai, da giòn, dày nhưng không béo và mùi vị thơm ngon như thịt thú rừng. Ăn gà Đông Tảo có thể giúp giảm cân, chữa chứng mệt mỏi, căng thẳng và nhiều chứng bệnh khác. Bởi sự quý hiếm cùng nhiều giá trị đặc biệt, giống quý kê này còn được nuôi làm cảnh, mang lại sự thịnh vượng cho gia chủ. Các quốc gia như Nhật Bản, Anh, Pháp cũng đã tìm đến Việt Nam, muốn nhập khẩu giống gà quý này về nghiên cứu nhưng chưa được chấp nhận. Hiện giống gà Đông Tảo đang được chính phủ Việt Nam bảo tồn nguồn gen. Tuy nhiên, công việc này không đơn giản, bởi để có được một chú gà Đông Tảo thuần chủng, đòi hỏi rất nhiều kỳ công và vô vàn khó khăn. Cũng bởi thế nên khi có một chàng trai của phương Nam lặn lội đi hàng trăm chuyến ra Hưng Yên săn tìm giống gà Đông Tảo thần chủng huyền thoại và đưa chúng Nam tiến bằng cách cho giống gà quý xứ kinh kỳ được đi mây về gió, ngồi ghế hạng sang trên máy bay và yêu thương chăm sóc chúng hơn cả trăm vợ, thì ai cũng cho rằng anh gàn dở. Nhưng Sinh ra Từ Làng đã tìm thấy những điều thú vị khác đằng sau câu chuyện này, và đó cũng chính là lý do khiến anh ấy trở thành nhân vật của Sinh ra Từ Làng ngày hôm nay. Như vậy là ngày hôm nay Sinh ra Từ Làng sẽ cùng các bạn khám phá về một loài gà độc nhất vô nhị chỉ có ở Việt Nam. Và điều đặc biệt hơn nữa là những chú gà Đông Tảo độc đáo như vừa rồi lại không có mặt ở làng Đông Tảo huyền thoại mà chúng lại đang có mặt ở thành phố Hồ Chí Minh. Ngay bây giờ hãy cùng Phương Thảo đến tham quan mô hình gà Đông Tảo của nhân vật Sinh ra Từ Làng kỳ này nhé. Vâng, đây là Nguyễn Hữu Minh, ông vua của những chú gà khủng long thuần chủng nổi tiếng khắp miền Nam và cũng là ông chủ của cơ sở chăn nuôi gà Đông Tảo rộng 2.000m2 tại quận 9 thành phố Hồ Chí Minh. Mới chỉ 35 tuổi, nhưng Nguyễn Hữu Minh đã có kinh nghiệm hơn 10 năm nuôi gà Đông Tảo và sở hữu hàng trăm chú gà Đông Tảo đẹp nhất Việt Nam. Anh cũng là người đầu tiên của khu vực phía Nam nuôi và nhân giống thành công giống gà Đông Tảo thần chủng huyền thoại. Nhưng liệu đó đã phải là tất cả những thông tin khiến MC Phương Thảo của chúng ta thích thú như thế này chưa nhỉ? Wow! Trời trách mà được gọi là gà khủng long. Trời ơi, nhìn cái chân nó kìa. Con gà này ngoài cái tên khủng long, nó còn có tên như gà Đông Tảo hay gà Đông Cảo, gà chim voi, gà tiếng vua. Nếu như em mà được đặt tên cho chúng nó thì em sẽ đặt tên là gà vảy rồng. Thì trông nó có những cái vảy như rồng ở trong phim ý. Thôi bye bye chúng mày nhá. Anh ơi, cái gì đây hả? Trời ơi, có phải chân gà không? Đúng rồi, con gà anh nuôi được 4-5 năm rồi, nó chết, anh cắt cặp giò nó, anh ngâm. Chân to như thế này mà đi đánh nhau thì chắc là vô địch thiên hạ. Gà này nó không đánh nhau được đâu em, tại vì cái giò của nó quá bự. Cái thứ hai nữa, cái số ký của nó cũng nặng lắm, cho nên là nó cứ nhảy lên cái là nó té, nó đạp mái còn khó nữa. Nhiều khi đạp mái nó phải nhờ quyền trợ giúp của người thân nữa, anh phải ôm mái lại nó mới đạp được cái chứ. Thế bạn gà quá cố này thì là nặng bao nhiêu cân hả anh? Nó 6,8 kg em. 6,8 kg? Trời ơi, giá như mà em được gặp bạn này sớm hơn thì đúng là mở mang tầm mắt.
Trời ơi. Đang còn những cái con như thế này. À thế hả? Ừ. Thế lúc nãy anh cho em xem bạn gà đấy nhá. Ừ. Chú em hồi hộp quá. Đăng này hả anh? Ừ. Trang trại của anh Minh được chia thành hai khu vực, bao gồm khu nuôi gà trưởng thành và khu gà con. Một con gà đông tảo trống trưởng thành có thể nặng đến 4,5 kg và gà mái thì có thể nặng đến 3,5 kg. Tuy nhiên, một đặc điểm cần lưu ý khi nuôi gà đông tảo đó là hệ hô hấp của gà rất yếu, do đó gà đông tảo dễ bị chết. Bí quyết để nuôi gà đông tảo của anh Minh là với gà con luôn phải làm chuồng cao, khô ráo, thoáng mát, không được để gà chặn đất. Và chuồng gà trưởng thành thì nhất thiết luôn phải khô, không để bị ẩm, bị đổ nước ra sàn. Một tuần đến một tháng vệ sinh nền trấu của chuồng gà một lần. Có lẽ vì thân hình đồ sộ nên gà đông tảo mái khá vụng về. Khi đẻ trứng, chúng thường hay làm vỡ bằng đôi chân khủng long của mình. Do đó, việc có được trứng của gà không đơn giản. Đó là chưa kể, vì lợi nhuận, gà đông tảo thuần chủng ngày nay đang bị lai tạp nhiều. Em nghĩ trong chuồng gà thì đây chỉ có thể là cựa gà nhưng mà nó to như là cái răng thú anh nhỉ? Cái này hiếm lắm, cả năm thì chỉ gặp được 1-2 con thôi chứ đa số thì nó lú lú cả hộp bắp là hết rồi. Nhưng em thấy là cái chân của cái này giống như thể là có vết cắt ấy. Có phải là anh cắt nó đi không hay nó rụng đấy ạ? Ừ đúng rồi, anh cắt nó đó. Cựa dài quá thì nó gắn trên con gà đông tảo thì nó không đẹp. Tức là theo quan niệm của những người nuôi gà đông tảo thì là gà đông tảo có cựa thì là không phải là con gà đẹp. Thêm một chi tiết rất là thú vị về gà đông tảo. Anh cho em xin cái cựa này về làm kỷ niệm nhá. Ok. Cảm ơn anh. À anh ơi, có một bạn gà vừa mới đẻ kìa anh kìa. Anh vào nhặt nhanh lên, cậu nó dẫm vỡ bây giờ. Ui, chân nó to thế cơ mà. Rồi, thế là em may lắm đó. Chứ lâu lâu mới thấy gà đông tảo đẻ thôi. Ôi thế ạ? À? Tại vì một con nó đẻ chỉ được khoảng cỡ 10-12 trứng thôi. Nhưng mà nó ngưng đấy khoảng cỡ 15-20 ngày sau nó mới đẻ lại. Anh cho em xem cái. Trời ơi, một cái trứng hiếm hoi. Wow, nó còn ấm anh ạ. Chết rồi, nhưng mà em chợt nhớ ra là nếu như mà nhìn gà đẻ là sẽ bị lăng mặt. Có sao không anh? Không sao đâu, tại vì nếu mà lan mặt thì anh nuôi mười mấy năm nay, cái mặt của anh giờ chắc nó lan hết rồi. May quá. Các bạn biết không, nhờ những quả trứng hiếm hoi đó mà trang trại gà của anh Minh có những đàn gà đông tảo thuần chủng. Và trang trại gà của anh Minh có vẻ nhỏ xinh như thế này thôi, nhưng có giá trị lên đến hàng tỷ đồng đấy. Thứ nhất là bởi gà đông tảo thuần chủng rất đắt và hiếm. Thứ hai là bởi tại đây đang có những chú gà đông tảo khủng được anh Minh cất công săn tìm khắp hang cùng ngõ hẻm của làng đông tảo. Hiện tại, 1 kg gà đông tảo thương phẩm có giá từ 350.000 đến 400.000. Gà con tùy từng tháng tuổi có giá từ 120.000 đến 450.000 một con. Tuy nhiên, một đặc điểm thú vị khác của gà đông tảo đó là có những chú sẽ không bán theo cân mà bán theo vẻ đẹp của nó. Có chú lên đến hàng chục triệu đồng. Ô, thế hóa ra là thức ăn cho gà chứ không phải bữa trưa của anh em mình hả anh? Ừ, cái đó cho gà ăn đấy em. Wow, đôi chân của nó này. Em muốn thử xem là chân em và chân nó ai to hơn. Chắc là nó đó đi. Chắc là chân em cũng phải gần bằng chứ. Ôi trời ơi, to gần gấp rưỡi. Không ngờ trên đời lại có một chú gà chân to. Bây giờ chúng ta cho nó ăn như thế nào hả anh? Bây giờ để thì tự động nó tới nó ăn thôi. Ô thế dễ quá nhở. Đây đây, mày ăn đi. Đây là cặp gà đẹp nhất của anh á. Chân của nó quá to và cái số ký của nó đạt, con gà trống đạt tới 6,5 kg, gà mái đạt 5,5 kg. Để em bế nó lên thử xem nào. Ôi dồi, nặng thế này cơ mà, 6,5 kg cơ đấy. Em biết là anh rất là cưng nó, nhưng mà có nhất thiết phải cho nó ăn sướng như thế không anh? Hay là đấy là cái quy định chung của những người nuôi gà đông tảo ạ? Không, tại vì cái khẩu phần ăn của nó anh nghĩ cả nước mình chỉ mình ăn cho ăn một cách riêng thôi. Ngay cả những người ở như xã Đông Tảo mà nghe nói anh cho gà ăn sâu, cho cháu cào cào thịt bò là người ta cũng không tin. Thật đấy chứ, đến em còn không tin, em còn giật bắn cả người vì chế độ ăn quá đặc biệt của những bạn gà này. Thế chú gà này là chú gà anh cưng nhất thì anh có bán không? Khi nào anh lấy được cái giống của nó rồi anh mới tính bán. Ơ thế đến bây giờ là hai bạn này vẫn chưa đẻ lứa nào hả anh? Nó đẻ rồi chứ, nhưng mà nhiều khi nó đẻ ra rồi mình chưa lấy được những cái con mà ưng ý nhất của mình, chưa tốt nhất được của mình thì mình chưa nghĩ tới cái chuyện bán. Khi nào mà mình lấy được những cái con tốt nhất rồi mình mới tính bán, còn không thì mình để mình chơi. Đúng là chỉ có anh Minh mới có những chú gà như thế. Các bạn đừng thấy nhân vật nói vậy mà không dám nuôi gà đông tảo nhé, bởi vì đó chỉ là chế độ ăn dành cho những chú gà khủng và quý. Còn những chú gà đông tảo khác ở trang trại của anh Minh cũng chỉ ăn thóc, bắp và rau như những chú gà bình thường khác thôi. Và để tăng sức đề kháng cho những chú gà con, các bạn hãy tiêm vaccine phòng bệnh cho gà lúc 3 ngày, 7 ngày và 14 ngày tuổi nữa nhé. Wow, một chú gà con. Chú gà này được bao nhiêu ngày tuổi rồi ạ? À? Nó được 2 tháng, hơn 2 tháng rồi. Chà, mới có 2 tháng mà nó đã chân to như thế này rồi cơ mà. Khác hẳn so với những chú gà thông thường. Ui, bạn này nghịch quá.
Thôi, ôi, thôi, em sẽ thả nó về nhà. Nghịch quá đi mất. Nhưng mà cho nó ăn bằng cách nào? Cái nền này nó bị hỏng như thế này cơ mà. Cho nó ăn bằng cái này này em. À, tức là cho thịt vào đây đúng không? Ừ, đúng rồi. Em sẽ giúp anh. Chị ơi, sao lại toàn trâu thế này? Em tưởng là thịt bò cơ mà. Chị ơi, các bạn thân mến, tôi chưa bao giờ nhìn thấy những chú sâu như thế này mà lại còn ở trên tay tôi nữa. Tôi đang nổi hết cả da gà lên. Và bây giờ tôi mới nhận ra một điều là ăn thịt gà thì rất dễ, nhưng nuôi gà thì quả thực là không dễ một chút nào cả. Anh ơi, anh tự cho ăn một mình đi, em không cho nó ăn nữa đâu ạ. Không chỉ xây dựng mô hình gà đông tảo cho riêng mình, chàng trai trẻ Nguyễn Hữu Minh còn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, bao tiêu con giống và đầu ra cho hàng chục cơ sở nuôi gà đông tảo khác trong khu vực phía Nam. Vì thế, mỗi tháng cơ sở của anh xuất bán từ 700 đến 2.000 gà con cho các cơ sở nuôi gà, từ 400 đến 700 gà thịt cho các nhà hàng. Ngoài những đơn hàng đó, mỗi ngày, cơ sở của anh đón hàng chục lượt khách đến tận cơ sở mua gà làm quà biếu hoặc chơi cảnh. Trung bình, mỗi tháng anh Minh có thu nhập 1 tỷ đồng. Quả là một con số ấn tượng phải không các bạn? Trên thị trường này thì có rất là nhiều trại gà, nhưng mà nó bị lai tạp rất là nhiều. Nhưng mà gà anh Minh thì nó gà thuần chủng, tôi tin tưởng. Chất lượng gà của anh Minh thứ nhất là về mẫu mã nó đẹp, thịt nó thơm hơn và cái đôi chân của nó rất là đẹp. Cái đức tính mà mình cảm thấy rất là nể phục anh Minh đó là cái uy tín trong nghề của anh ấy. Nếu có điều kiện á thì mình cũng sẽ mở một trang trại gà riêng để mình nuôi cái con gà đông tảo này. Thân mến, được đứng giữa một trang trại gà nhỏ xinh nhưng cho thu nhập hàng tỷ đồng mỗi tháng quả thực khiến tôi có những cảm xúc rất đặc biệt. Và ngay lúc này đây, tôi chỉ muốn tạm biệt công việc MC để trở thành một người nuôi gà thực thụ như anh Nguyễn Hữu Minh, nhân vật của Sinh ra từ làng kỳ này. Thế nhưng tôi biết rằng điều này thật khó, bởi tất cả các bạn đang chờ đợi cùng tôi khám phá phần 2 của chương trình. Vì thế, chúng ta hãy cùng quay ngược trở lại thời gian để xem anh Nguyễn Hữu Minh đã lập nghiệp cùng những chú gà đặc biệt này như thế nào nhé. Nguyễn Hữu Minh là con thứ hai trong một gia đình có 4 anh chị em. Năm 10 tuổi, Minh theo bố mẹ chuyển từ Thanh Hóa vào thành phố Hồ Chí Minh để làm kinh tế. Đã hơn 20 năm trôi qua, nhưng những ký ức về tuổi thơ nghèo khó và những tháng ngày vất vả nơi đất khách quê người vẫn in sâu trong tâm trí Minh như thể vừa mới hôm qua. Ở ngoài quê thì gia đình chỉ là ở nông thôn làm ruộng cho nên là khổ lắm. Gia đình mới bố mẹ mới vô trong này để lập nghiệp. Lập nghiệp thì vô tới thành phố Hồ Chí Minh thì nhà mình ở tại Đồng Nai nhưng mà lại ở trong nghĩa địa. Nói chung là khổ lắm, nước còn không dám ăn nữa mà phải đi xách từng can về để mình ăn. Đi xách nước thì cái thứ nhất là nó xa, cái thứ hai nữa là cứ xách lần can 10 lít thôi nhưng mà đó là mình đang học lớp 7, thấy bố mẹ vất vả quá mà nuôi ba anh em ăn học cho nên mình thấy cực khổ cho bố mẹ quá, mình mới nghĩ để mình đi làm, mình kiếm tiền phụ giúp gia đình thôi. Gác lại ước mơ học hành, cậu bé quyết tâm tìm một công việc làm thêm để kiếm thêm thu nhập. Mới đầu thì mình đi làm hồ ở thành phố Hồ Chí Minh nhưng mà năm đó nhỏ quá, làm được mấy ngày người ta cũng đuổi, người ta không cho làm nữa. Rồi sau thì nói chung là cũng lân la tìm hiểu một số cái rồi mình mới quyết định đi đồng bằng sông Cửu Long để kiếm đất để đi làm ăn, nhưng mà ngày đó là lên đó là chưa biết, chưa xác định được mình làm cái gì đâu. Rồi lên đó cũng có mấy người người ta mách là về Chợ Lớn lấy mấy cái đồ như quạt máy rồi bếp ga rồi nồi cơm điện á, mình lên trên đó mình bán, rồi mình đi một vài lần cũng quen đi. Thế rồi ngày ngày
người dân đồng bằng sông Cửu Long lại thấy một chàng trai trẻ dáng người nhỏ thó chạy xe máy giao hàng đi khắp nơi, không kể mưa nắng. Thế nhưng, trong những ngày ngược xuôi ấy, có không ít lần chàng trai trẻ gặp phải những chuyện dở khóc dở cười. Có một lần mà đáng nhớ nhất là mình đi ở trên đường mà tiền ở trong túi thì chỉ còn 10.000 thôi, xe thì bể bánh. Mà bây giờ giá xe cũng không dám giá, tại vì nếu mà giá xe thì lỡ mà hết xăng thì sao, tại vì xăng nó cũng gần hết rồi. Mà trong túi có 10.000 thôi, bể bánh không giá thì mình cứ chạy khoảng cỡ 500-700 mét gì đó, 1-2 cây số gì đó, mình lại bơm lên lần, bơm xe ngày đó có 500 đồng một lượt bơm thôi. Mình đi về tới nhà hơn, xăng vẫn còn chút, nhưng mà mình bơm hết 4-5 lần xe đó thì mới về được tới nhà. Cái thời gian mình đi làm, nó ăn uống thì toàn bộ mình ăn quán, còn quần áo thì phải nói là cả năm thì mình chỉ sắm 1-2 bộ thôi, chứ mình không dám sắm đồ. Thì cứ làm được bao nhiêu tiền thì mình cứ dành dụm lại thôi, chứ cũng chẳng tiêu pha cái gì hết. Chăm chỉ làm lụng, chi tiêu tiết kiệm, sau 4 năm ngược xuôi buôn bán, chàng trai trẻ Nguyễn Hữu Minh dành dụm được 70 triệu đồng. Đó là con số không hề nhỏ. Anh quyết định hướng đến một công việc khác, hy vọng thay đổi cuộc đời mình. Như vậy là với cái số tiền đó là anh bắt đầu đầu tư vào nuôi gà Đông Tảo luôn à? Không, cái lúc đó anh chưa nghĩ tới cái con gà Đông Tảo. Lúc đó anh mới lập gia đình thì anh mới đầu tư vô, anh mở câu lạc bộ pizza. Thế buôn bán có được không anh? Thì làm cũng được, nhưng mà nói chung làm vất vả quá, thức đêm thức hôm, nói chung nó mệt quá rồi hơn năm sau anh nghỉ. Với lại ở thành phố mà ai nghĩ tới cái việc nuôi gà. Vậy thì cơ duyên nào đã đưa anh đến với gà Đông Tảo? Năm 2001 tình cờ anh đọc được cái tạp chí cũ nó có đăng về con gà Đông Tảo. Anh cũng không đam mê mấy con vật nhiều, nhưng mà vô tình thì mình nhìn thấy hình con gà Đông Tảo. Cái xác của nó to là cái thứ nhất, cái thứ hai nữa cái chân của nó xù xì đó. Mình có ấn tượng ngay từ buổi ban đầu. Thì bắt đầu mình mới tìm kiếm để mình nuôi. Nghĩ là làm, anh Minh dồn hết vốn liếng, âm thầm ra Hưng Yên mua gà. 25 con gà Đông Tảo đầu tiên, anh Minh mang về trong niềm háo hức. Ngày đêm chăm sóc cho những chú gà trong sự phản đối của gia đình. Mình nuôi thì nói chung là vợ con rồi bố mẹ nói chung là ai cũng phản đối hết. Nói nhà không có đất đai mà nói chung là cứ đem gà về rồi nuôi rồi nó hôi thối rồi tùm lum la. Cho nên là cũng khó khăn, nhưng mà quyết định của mình rồi mình cũng nuôi. Ảnh về ảnh nuôi cho một cái chuồng nhỏ ở đằng trước nhà. Rồi hả, tối ngày ảnh cứ chăm sóc gà, ảnh nâng niu nó quá trời. Thì tối ngày cứ ra có chăm mấy con gà ha, rồi múc nước cho nó uống, rồi hả cho nó ăn liên tục vậy đó. Rồi cảm thấy như là ảnh thương lắm kìa. Mình có thể mình ganh tị với ảnh luôn á. Thời gian trôi nhanh, những chú gà ngày càng lớn hơn. Nhưng gà càng lớn thì anh Minh càng lo lắng. Liên tiếp những đàn gà lớn lên có dấu hiệu không phải gà Đông Tảo thuần chủng, khiến anh Minh thất vọng. Càng tìm kiếm, chàng trai trẻ càng bí tắc. Trong vòng khoảng cỡ 2 năm á, anh ra 3-4 lần mà mua cũng toàn bị gà lai không à. Suốt 2 năm mà chỉ mua được gà lai. Đúng rồi. Chứng tỏ là cái độ quý hiếm của cái giống gà này nó rất là kinh khủng. Đúng rồi. Nhưng mà những chú gà lai thì trông nó thế nào ạ? Em nuôi lớn lên thì nó chỉ được khoảng cỡ 2 kg, 2 kg rưỡi, 2 kg 7 là hết rồi. Mà cái chân của nó chỉ to bằng ngón tay cái thôi. Gà lai thì mình nuôi nhỏ thì mình khó phân biệt lắm, nhưng mà lớn lên thì mình mới biết. Rồi tới mãi đầu năm 2004 thì anh ra anh không mua cái con gà nhỏ nữa mà anh mua thẳng gà lớn. À, rất là thông minh, tức là mua nhỏ nhiều lần mà mình không phân biệt được đâu là gà thật, đâu là gà giả. Đúng rồi. Mình quyết định mua luôn con gà lớn. Còn lớn thì cái chân nó bự sẵn rồi, cho nên là người ta muốn gạt mình cũng gạt không được. Anh mua về mà nói chung thời đó thì ở xã Đông Tảo vô thành phố Hồ Chí Minh thì vận chuyển chỉ có đúng một chiếc xe thôi. Có lần gửi gà vô nó gửi 100 con gà con, nó chết hết cả 100 con gà con. Chết hết. Nhưng mà mình vẫn phải vui vẻ nói chuyện nhà xe, tại vì ngày đó nếu mà không gửi chiếc đó không còn chiếc nào để mà gửi hết. Con gà Đông Tảo cái đường hô hấp nó yếu thì cái thời tiết nó thay đổi gì thì nói chung vô trong đây này thì con gà nó
nó cứ bệnh rồi nó chết hết, cho nên nuôi thì cũng khó lắm. Lúc sau rồi anh không làm được cái gì nữa thì anh mới ôm gà qua bên trạm xá của Đại học Nông Lâm á, nhờ người ta mổ xẻ ra coi cái bệnh tình nó làm sao mà sao nuôi nó cứ chết. Với sự quyết tâm của mình, cuối cùng chàng trai trẻ Nguyễn Hữu Minh cũng tìm được thuốc đặc trị bệnh đường hô hấp của những chú gà. Đây cũng là thời điểm anh quyết định mở trang trại nuôi gà Đông Tảo của riêng mình. Thế nhưng, trước những khó khăn trong quá trình vận chuyển gà từ Bắc vào Nam, anh Minh luôn trăn trở làm thế nào để có được những chú gà giống tốt nhất và khỏe nhất. Cuối cùng, anh đã đưa ra một cách giải quyết khiến nhiều người ngạc nhiên. Một số người thì người ta mới chỉ cho là đi đường hàng, nhưng mà đi đường hàng không đó đi thì cũng được, nhưng mà nó cái tiền cước nó lại mắc gấp 3, gấp 4 lần đi đường xe, cho nên là nó cũng khó khăn về tài chính. Nhưng mà mình cố gắng là mình đi lần đó để mình lấy được cái giống của nó tốt nhất, thì cho nên là nó mắc, mình quyết định mà mình đi đường hàng không. Những chú gà Đông Tảo đi máy bay từ Bắc vào Nam đã tạo nên một trang trại gà Đông Tảo rộng hàng nghìn mét vuông giữa lòng thành phố Hồ Chí Minh. Ông chủ nhỏ Nguyễn Hữu Minh ngày ấy có hàng trăm hàng nghìn lượt khách ra ra vào vào đặt mua gà Đông Tảo mỗi ngày. Nhận thấy thị trường tiêu thụ rộng lớn, hơn nữa anh Minh luôn muốn gìn giữ giống gen gà tiến vua quý hiếm này, nên ngày ngày chàng trai trẻ miệt mài tìm cách cho trứng gà nở. Lần đầu tiên mình nuôi thì mình lót ổ cho gà Đông Tảo, nhưng mà lót ổ nó đẻ xong rồi nó đòi ấp. Thì trong quá trình nó ấp thì mình ấp 10 trứng thì nó chỉ nở được 1-2 con thôi, còn đâu là nó giảm bể hết, với lại một phần nó không có trống nữa. Thì trong quá trình mình nuôi thì mình mới nghĩ ra rằng là con gà này nó ấp vụng lắm, nó không biết ấp. Thì cho nên là mình mới mua máy về mình cho gà nó đẻ, mà mình không cho đẻ vô ổ nữa. Mình không lót ổ cho nó đẻ nữa, mà mình để cho nó đẻ xuống tại sàn chấu luôn á, rồi mình lụm trứng ra thì con gà nó không đòi ấp. Thì nó nghỉ lại khoảng cỡ một tuần sau nó đẻ, còn cái con gà mà nó đẻ lót ổ cho nó thì nó nghỉ tới một tháng sau nó mới đẻ. Bởi vì mình thấy không hiệu quả cho nên là mình để cho nó đẻ ra tại sàn luôn, rồi mình lụm trứng vô mình bỏ trong máy cho nó ấp. Còn con gà đó thì mình khai thác suốt, mình không cho nó. Hiếm ở khu vực phía Nam và trên khắp cả nước. Thành công của ngày hôm nay chính là thành quả của sự nỗ lực và kiên trì không biết mệt mỏi của chàng trai này. Mười mấy năm rồi mình cũng quen rồi, ngày nào mình cũng tiếp xúc với nó. Bận lắm thì một ngày mình phải ở bên nó được 3 tiếng đồng hồ. Còn nếu mà rảnh thì từ sáng tới chiều tới tối mình mới về. Mình nhắn tới các bạn trẻ ở trên đất nước quê hương Việt Nam của mình. Nếu mà có đam mê về làm một cái công việc gì á, mình dám nghĩ, dám làm. Mình đừng có ngại là mình là những cái người đi đầu tiên. Các bạn thân mến, sau 30 phút của chương trình thì tôi đã không còn sợ những chú gà khủng long này nữa. Và sinh ra từ làng còn cảm thấy rất vui, rất tự hào bởi trên đất nước Việt Nam, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng vẫn còn rất nhiều những tấm gương thanh niên đang từng ngày từng giờ gìn giữ và phát triển những giống loài đặc hữu của Việt Nam chúng ta. Nếu như bạn cũng muốn được sở hữu những chú gà đặc biệt như thế này, hãy đừng ngần ngại liên lạc đến Sinh ra từ làng để có thể gặp gỡ anh Nguyễn Hữu Minh nhé. Còn bây giờ thì tôi sẽ phải đến với những chuyến hành trình khác đây. Xin chào và hẹn gặp lại! Tôi tên là Võ Thị Thanh Hà, Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Cổ phần Bia rượu nước giải khát Sài Gòn, là đơn vị đồng hành với chương trình Sinh ra từ làng. Thì hôm nay được đến tham quan cái mô hình nuôi gà Đông Tảo của anh, thì tôi rất là bất ngờ và thích thú với cái mô hình độc đáo này. Thay mặt nhà tài trợ Bia Sài Gòn xin tặng anh kỷ niệm chương của chương trình. Chúc anh và gia đình một năm mới nhiều sức khỏe và thành công hơn nữa trong cái điều sắp tới. Cảm ơn nhà tài trợ và cảm ơn chương trình.